kính chào quý vị khán giả kênh tin tức thời sự chuyên cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất mỗi ngày gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chúng tôi. Hãy like và share để những video hữu ích này tiếp cận với nhiều người hơn quý vị nhé. Bắt khẩn cấp đối tượng giả dạng công an để nhận chạy án. 19 luật sư tham gia bảo chữa cho cựu giám đốc bệnh viện tim Hà Nội và các bị cáo. Làm mái che đường phố, chưa thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Bắt khẩn cấp đối tượng giả dạng công an để nhận chạy án. Kính thưa quý vị, khám xét tại nhà riêng của Phạm Văn Chánh, công an thu giữ nhiều tài liệu tang vật gồm con dấu tròn màu đỏ có dòng chữ Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nghi làm giả nhiều bộ phận quân phục, vẻ hàm công an. Chiều 31 tháng 3, công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Chánh, sinh năm 1995, tạm trú phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ để làm rõ hành vi giả dạng công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trước đó nhận tin tố giác từ công dân, công an quận Cẩm Lệ vào cuộc điều tra thì xác định Phạm Văn Chánh chính là nghi phạm của hàng loạt vụ lừa đảo. Chánh từng là lính nghĩa vụ quân sự nhưng sau khi hoàn thành nghĩa không lo việc, đối tượng thường mang quân phục giả dạng công an để gặp gỡ nhiều người. Thời gian gần đây, Phạm Văn Chánh đọc báo biết công an đang quyết liệt xử lý các công ty cho vay thu hồi nợ, nên nổ rằng Phòng Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng hiện đang khởi tố điều tra một vụ cưỡng đoạt tài sản có liên quan đến công ty của anh NTC, trú tỉnh Quảng Nam. Chánh yêu cầu anh C nộp 250 triệu đồng thì sẽ chạy án giúp. Tin lời, anh C gửi trước cho Chánh 100 triệu đồng để lo việc. Sau khi chiếm đoạt được 100 triệu đồng từ anh NTC, Chánh liền dùng số tiền này để trả nợ rồi cắt liên lạc. Nhiều lần liên lạc không thành, anh C mới biết mình bị lừa nên đi báo công an. Cùng ngày khám xét tại nhà riêng của Chánh, công an thu giữ nhiều tài liệu tang vật gồm con dấu tròn màu đỏ có dòng chữ Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng nghi làm giả, nhiều bộ quân phục, vai hàm công an của nghi phạm. 19 luật sư tham gia bảo chữa cho cựu giám đốc bệnh viện tim Hà Nội và các bị cáo. Kính thưa quý vị, sau hơn một năm bị khởi tố điều tra, ông Nguyễn Quang Tuấn sắp phải hầu tòa với cáo buộc thông đồng với hai doanh nghiệp hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu, gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng cho Bệnh viện Tim Hà Nội và Quỹ Bảo hiểm xã hội. Ngày 31 tháng 3, theo nguồn tin của Tiền Phong, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 17 tháng 4, dự kiến kéo dài 5 ngày dưới sự điều hành của thẩm phán chủ tọa Nguyễn Xuân. Có 19 luật sư đăng ký bảo chữa cho các bị cáo, trong đó cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội có 2 luật sư. Hầu tòa cùng ông Tuấn có 11 người, số này có 4 người bao gồm bà Hoàng Thị Ngọc Hường, cựu phó giám đốc Bệnh viện Tim, Nguyễn Thị Dung Hạnh, cựu kế toán trưởng, Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh cùng là cựu phó phòng phụ trách phòng vật tư. 7 người còn lại gồm các cựu lãnh đạo nhân viên của công ty Kim Hòa Phát, công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC, công ty Hoàng Nga. Theo cáo trạng, từ năm 2015, ông Nguyễn Quang Tuấn là giám đốc, chủ tịch hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội, có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư tại bệnh viện sử dụng trước, sau đó chỉ đạo cấp dưới hợp thức hoàn thiện thủ tục cho các doanh nghiệp trúng thầu để thanh toán. Do có quan hệ từ trước, các bị can Nguyễn Đức Đảng, Phan Tuấn Đạt đến đặt vấn đề và được ông Tuấn đồng ý cho doanh nghiệp của hai bị can bán các mặt hàng vật tư tiêu hao, can thiệp tim mạch vào bệnh viện với đơn giá theo thỏa thuận. Cáo trạng cho rằng, trong năm 2016-2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu riêng 5 gói thầu chuyên mua sắm vật tư tiêu hao, can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 595 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu số 5 của 2016 tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi 223 mặt hàng, có trị giá trên 247 tỷ đồng. 4 gói thầu năm 2017 được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, mua 538 mặt hàng, trị giá gần 348 tỷ đồng. Phía công ty Hoàng Nga, công ty Kim Hòa Phát tham gia và trúng các gói thầu nêu trên. Theo Viện Kiểm sát, để hợp thức hóa hồ sơ, các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, thông thầu với nhau, thực hiện nhiều sai phạm từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá chủng loại, ban hành chứng thư thẩm định giá và ấn định giá.
Từ đó, công ty Hoàng Nga, công ty Kim Hòa Phát đã trúng thầu, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ Bảo hiểm xã hội số tiền 22,8 tỷ đồng đối với riêng gói thầu số 5 của năm 2016. Đến năm 2017, ông Nguyễn Quang Tuấn và đồng phạm tiếp tục hợp thức thủ tục chỉ định thầu đối với 4 gói chỉ định thầu rút gọn, sử dụng đơn giá vật tư của gói thầu năm 2016 để thanh toán hàng ký gửi, hàng đã sử dụng trước cho công ty Hoàng Nga, công ty Kim Hòa Phát và một số công ty gửi hàng trước, gây thiệt hại hơn 30 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1967 ở Thanh Oai, Hà Nội. Năm 1994, ông Tuấn tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, ngành bác sĩ đa khoa, sau đó tiếp tục học bác sĩ nội trú chuyên ngành tim mạch. Năm 1996, ông Tuấn đi tu nghiệp chương trình 2 năm tại Đại học Toulouse của Pháp, học về ngành tim mạch can thiệp. Sau một thời gian công tác tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Năm 2016, ông Tuấn trúng cử đại biểu Quốc hội. Ông là giảng viên cao cấp bộ môn tim mạch trường Đại học Y Hà Nội, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Năm 2017, ông là Chủ tịch Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, thành viên Ban Cố vấn Hội Tim mạch Học Can thiệp Châu Á-Thái Bình Dương, thành viên Hội Tim mạch Học Can thiệp Hoa Kỳ. Ngày 5 tháng 3 năm 2018, ông được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư ngành Y năm 2017. Ngày 18 tháng 3 năm 2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Tháng 5 năm 2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã chấp thuận đề nghị của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội cho rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khỏi danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Làm mái che đường phố, chớ thấy người ta ăn khoai, cũng vác mai đi đào. Kính thưa quý vị, về việc làm mái che đường phố vẫn phải xét đến những tồn tại và điều kiện khác để tránh tình trạng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Về quan điểm ủng hộ làm mái che đường phố, báo Dân Trí ngày 28 tháng 3 đã đăng tải bài viết Đường có mái che vỉa hè nên hay không của tác giả Michael Nguyễn Minh, một chuyên gia kinh tế tài chính và là công dân Singapore gốc Việt. Căn cứ chủ yếu mà tác giả dựa vào là kinh nghiệm của Singapore trong vấn đề này. Theo anh Michael Nguyễn Minh, đường đi bộ có mái che là một phần quan trọng của kiến trúc đô thị Singapore ngay từ những năm 1960. Tổng thể đường đi bộ với mái che tại Singapore là một phần trong chiến lược đô thị thông minh của thành phố, giúp tạo ra không gian xanh hiện đại và thân thiện với môi trường, thúc đẩy giao thông công cộng hạn chế xe cá nhân. Hiện nay, thì Singapore có hàng trăm km đường đi bộ có mái che, các nước tiên tiến khác trên thế giới xây dựng đường đi bộ có mái che theo nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện khí hậu, văn hóa và kiến trúc địa phương. Ngoài nhiều tiện ích của mái che được tác giả trình bày, thì trọng tâm là cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Mà ở đó quan trọng nhất là thúc đẩy việc đi bộ. Người dân Singapore hiện nay đang giữ kỷ lục là dân đi bộ nhanh nhất thế giới và nhiều nhất thế giới, từ đó góp phần nâng cao sức khỏe và tuổi thọ. Giả sử như tất cả các thông tin về mái che đường phố ở Singapore được tác giả Michael Nguyễn Minh chia sẻ là đúng 100%, thì vẫn phải xem xét đến những tồn tại và những điều kiện khác để tránh tình trạng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Đầu tiên là các thông tin liên quan đến cây xanh đô thị. Đối với những thành phố như thành phố Hồ Chí Minh thì tiêu chuẩn là 12-15 m² cây xanh một người. Nhưng hiện tại, thành phố này mới chỉ đạt được 0,5 m² một người, tức tương đương với 8%, còn thiếu tới 92% nữa mới đạt chuẩn trung bình của thế giới. Con số này là thấp đến mức tồi tệ. Ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng cho biết, với vận tốc tăng trưởng cây xanh như hiện nay, để đạt được diện tích cây xanh công cộng theo tiêu chuẩn từ 12-15 m² một người, thì thành phố Hồ Chí Minh phải mất mấy ngàn năm. Xin nhớ là mấy ngàn năm nữa. Còn Singapore, theo báo Tuổi Trẻ năm 2017, các chuyên gia nghiên cứu từ trường đại học MIT của Mỹ vừa công bố danh sách những thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới, thì trong đó Singapore đứng số 1 là number one, gần 1/3 diện tích 29,3% của thành phố này là cây xanh. Mang một thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới để so sánh với một đô thị thuộc loại bét rồi bắt chước làm mái che là không hợp lý. Người ta làm mái che là trong cái tổng thể ấy và những chiếc mái nhỏ đó được đặt trên những đường phố mà nhìn hình minh họa thì không thấy có gì giống với những con phố ở Việt Nam cả. Có thể hình dung rằng Singapore như một thành phố trong rừng, còn thành phố Hồ Chí Minh thì là một rừng bê tông. Vấn đề của cái rừng bê tông này là trồng cây chứ không phải làm trồng thêm tôn thép. Hãy trồng được tỷ lệ diện tích cây xanh bằng 1/10 của Singapore đi đã rồi hãy nghĩ đến chuyện làm mái che, chắc cũng mất cả nhiều nghìn năm chứ không ít đâu. Đó là chưa nói tới chuyện dân số Singapore chỉ bằng một nửa thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thu nhập bình quân là gấp 20 lần người Việt Nam. Tóm lại,
Họ rất giàu, rất danh, còn ta thì rất nghèo và rất xám. Hãy tưởng tượng ở một thành phố mà diện tích cây xanh chỉ có 0,5 mét vuông một người, tức gần như là không có cây xanh, mà giờ không lo trồng cây nhưng lại đổ tiền vào làm mái che, thì sự oi bức nóng nực ngột ngạt sẽ kinh khủng đến như thế nào? Mỗi thành phố có hiện trạng hạ tầng khác nhau, như thành phố Hồ Chí Minh, đường thì nhỏ hẹp, nhà thì chen chúc. Nếu làm mái che thì chỉ còn biết đâm đầu vào nhà dân và sẽ biến những con đường trở thành hầm ngầm tối tăm. Nó khác hẳn Singapore, như trong bức hình minh họa trên bài viết của tác giả Michael Nguyễn Minh. Mái che chỉ là một vệt nhỏ mà một bên là đường xá rộng rãi, bên còn lại là bãi cỏ và cây cối mênh mông. Nhìn vào hạ tầng hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh thì biết rằng đô thị chật chội này không bao giờ có được cái bức tranh ấy sau khi làm những mái che. Nhìn vào tổng thể từ hiện trạng hạ tầng, tình trạng cây xanh, điều kiện kinh tế và nhiều vấn đề xã hội khác, thành phố Hồ Chí Minh không thể bắt chước Singapore hay các đô thị lớn khác trên thế giới một cách máy móc. Ở một đô thị hiện đại như Singapore, Tokyo mà phương tiện di chuyển chủ yếu là công cộng như xe buýt, tàu điện thì việc di chuyển bằng cách đi bộ qua các ga, bến là điều phù hợp và gần như là tất nhiên. Người ta lắp mái che cho những nơi như thế cũng là để đáp ứng một nhu cầu, yêu cầu thiết thực, chứ không phải chỉ làm vì thích. Còn thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, xe máy và ô tô nhiều đến nỗi kẹt đường trở thành điều tự nhiên. Khi xe cộ tràn cả lên vỉa hè thì đi bộ dù rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải là một suy nghĩ đã được căn cứ vững vàng trên thực tế, chứ đi bộ theo kiểu đi dạo vào buổi tối. Cho nên vấn đề trước mắt của đô thị này là phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, lo trồng cây xanh và giải quyết những nỗi bức thiết khác, chứ không phải là làm mái che cho những con đường màu xám trơ trụi. Trong bài viết của mình, tác giả Michael Nguyễn Minh cho rằng đa số lý do phản đối là mái che sẽ làm mất mỹ quan của kiến trúc cổ điển của đường phố, chi phí đầu tư cao, cần thời gian thiết kế và xây dựng, bảo trì vệ sinh. Một số lo lắng về quy định an toàn giao thông và an toàn của vật liệu dùng để xây mái che. Nhưng theo quan sát của tôi thì hơi khác. Đa số ý kiến phản đối là xuất phát từ sự vô lý của việc lựa chọn mái che thay vì trồng cây xanh. Người dân muốn trồng và bảo vệ cây, chứ không đồng tình với việc tiếp tục dựng lên những lô cốt sắt thép trên đầu mình trong một đô thị vốn đã quá chật chội và ngột ngạt. Và thêm nữa là sự mất niềm tin về nhiều mặt. Để kết thúc, xin bổ sung thêm chút thông tin. Trong đề xuất lắp mái che chống nắng cho đường trung tâm Sài Gòn, mái che ngang 4m, dài khoảng 1km có kinh phí từ 20 đến 30 tỷ đồng. Tính ra bình quân từ 20 đến 30 triệu đồng 1m ngang, tức từ 5 đến 6 triệu đồng trên 1m2. Đây là một gói thầu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.